Minasan konnichiwa. Chào các bạn, mình là Linh và chào mừng mọi người đến với phần học đầu tiên trong phần từ vựng của N5. Hãy cùng mình bắt đầu phần đầu tiên nhé. Hãy, watashi, từ đầu tiên đúng không? Watashi chính là tôi, là bản thân mình nhé. Ví dụ, watashi wa Lin desu. Đó, thì là tôi là Linh đúng không? Watashi tachi là chúng tôi, chỉ khác nhau ở từ tachi này thôi nhé. Tiếp theo, trái ngược với tôi, bạn, anata. Anata, đó là bạn. Hay, anata tachi, thì lại có thêm một từ tachi ở đây, thì sẽ là các bạn. Ví dụ, anata wa gakusei desu ka? Thì là, bạn là học sinh đúng không? Gakusei ở đây, cái từ này mình sẽ học ra học sinh nhé. Bạn có phải là học sinh không? Hay, tiếp theo, hito. Là người, chỉ người. Lịch sự hơn của hito mình sẽ có từ kata, từ này, kata là lịch sự hơn của hito. So desu ne. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa là cái người kia là ai thế? Dare desu ka là câu hỏi, từ để hỏi nhé. Ai thế? Tiếp theo, minasan. Minasan có nghĩa là mọi người, chỉ nhiều người đúng không? Minasan. Hoặc là nani nani san, ở đây thì cũng có chữ san nhưng mà là chỉ một người, chỉ ông, bà, anh, chị hay gì đó, thì ở phía trước của chữ san này sẽ là tên người nhé. Ví dụ Din san thì là chị Linh này, hay là Yamada san thì là anh Yamada. Mình sẽ có ví dụ ở đây là minasan o genki desu ka? Thì cái ví dụ này chính là ví dụ cho minasan đúng không? Tức là mọi người có khỏe không ạ? Genki desu ka là khỏe không? Mọi người có khỏe không ạ? Tiếp theo sẽ là các từ để gọi tên bé gái và bé trai. Nani nani chang. Chang tức là bé gái. Ví dụ Maruko chang. Cái này thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Em bé Maruko đúng không? Thì con gái, các cái bé gái thì mình sẽ có là nani nani chang, tức là phía trước chang sẽ là tên của các em bé gái. Còn phía sau là kun. Nani nani kun là gọi tên của bé trai. Ví dụ bạn bé Minh đi thì sẽ là Min kun desu ne. Đó. Hay. Tiếp theo, nani nani jin. Jin desu ne. Ở đây jin có nghĩa là một cái cách gọi tên của người nước nào đó. Ví dụ Nihon jin chẳng hạn thì sẽ là người Nhật Bản nhé. Sensei, từ này thì các bạn đã nghe rất nhiều rồi. Sensei chính là thầy giáo đúng không? Ví dụ Tanaka sensei. Tuy nhiên thì từ sensei này sẽ được sử dụng rộng hơn cái từ sau đây mà sensei sẽ chiếu này. Từ kyoshi thì cũng là nhà giáo, nhưng mà kyoshi thì sẽ chỉ về nghề nghiệp nhiều hơn, còn sensei thì sẽ rộng hơn, có thể là chỉ bác sĩ nữa cũng được. Đó. Kaishain là nhân viên công ty. Yamada sensei wa kyoshi desu. Tức là anh Yamada san là gì? Là giáo viên đúng không? Chỉ nghề nghiệp của anh Yamada san. Hay. Từ này lại hơi giống từ kaishain ở trước. Shain nhân viên. Nhân viên cụ thể thì sẽ sử dụng là chain, còn kai chain thì nó nói chung thôi. Còn nhân viên của công ty, ví dụ Vingroup chẳng hạn, thì sẽ là Vingroup no chain desu. Tức là cái nhân anh này là nhân viên của Vingroup. Hay. Từ tiếp theo nhé, Ginkoin là nhân viên ngân hàng, chỉ nghề nghiệp. Tiếp theo mình sẽ có hai từ nữa là Isha là chỉ bác sĩ. Shōrai isha ni naritai desu. Ví dụ này có nghĩa là trong tương lai, shōrai là tương lai, tôi muốn trở thành bác sĩ. Hay Genkyūsha là các nhà nghiên cứu. Hơi dài một chút đúng không? Tiếp theo, hai từ này thì có nghĩa là kỹ sư nhé. Gijutsusha và Engineer là kỹ sư. Ví dụ Engineer ni naritai desu. Engineer ni naritai desu, tức là tôi muốn trở thành kỹ sư. Kenshuse ở đây là tu nghiệp sinh, chỉ các tu nghiệp sinh. Daigaku là đại học. Ví dụ Kenshuse ja arimasen thì cái cấu trúc này mình sẽ học sau nhé. Còn Kenshuse ja arimasen. Thì có nghĩa là tôi không phải là tu nghiệp sinh.
Bioin là bệnh viện. Senmon là chuyên môn. Bioin wa doko desu ka? Thì câu này hỏi là doko là từ để hỏi ở đâu? Bệnh viện đúng không? Bệnh viện ở đâu ạ? Đấy. Mình sẽ có từ để hỏi tiếp theo. Dare và donata. Dare, donata. Thì donata là từ lịch sự hơn của dare và hai từ này đều chỉ là ai? Ai đấy đúng không? Tiếp theo, nansai. Nansai. Oikutsu. Oikutsu là bao nhiêu tuổi? Thì cái oikutsu này cũng sẽ là lịch sự hơn của nansai. Ví dụ, dare no hon desu ka? À đây chính là ví dụ của từ dare ở trên này, tức là hon, quyển sách. Đây là quyển sách của ai đúng không? Thì khi mình hỏi thì mình sẽ hỏi là dare no hon desu ka? Tiếp theo, hai, ie. Hai, ie thì đây là hai từ khi mình trả lời là có hoặc không. Hai thì là có, còn ie thì là không, không phải. Kaiwa. Kaiwa à là hội thoại đúng không? Chính là cái mình đang học. Kaiwa. Ví dụ của sensei ở đây là anata wa isha desu ka? Isha, bác sĩ đúng không? Bạn là bác sĩ ạ? Hai, so desu. Tức là vâng, đúng rồi ạ, tôi là bác sĩ, đúng không? Câu này hơi dài một chút. Shitsurei desu ga. Shitsurei desu ga, tức là xin lỗi, tôi xin thất lễ ạ. Đó thì trong trường hợp ví dụ shitsurei desu ga, onamae wa? Onamae wa, tức là tôi xin thất lễ nhưng mà tên của bạn là gì ạ? Đó thì mình sử dụng câu này nhé. Đây, onamae wa? Onamae wa? Từ wa này mình sẽ lên giọng một chút vì nó là câu hỏi, tức là tên của bạn là gì ạ? Đúng không? Hajimemashite. Hajimemashite, tức là à, xin chào. Và cái câu này sẽ là xin chào khi mà hai người có cái sự gặp mặt đầu tiên ấy, thì mình sẽ nói là hajimemashite. Đó. Shitsurei desu ga, onamae wa? Câu này cũng là câu ví dụ vừa xuất hiện ở phần trước đúng không? Tức là tôi xin lỗi nhưng mà à, tên của bạn là gì ạ? Đó. Hai. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu, tức là từ nay mong được anh chị giúp đỡ ạ. Thì câu này là cái câu mà rất hay sử dụng trong cái khi ở mình jiko shokai với người Nhật, thì là câu mà cái câu kết thúc của phần jiko shokai nhé. Hay. Kochira wa nani nani san desu. Kochira wa nani nani san desu, tức là khi mình giới thiệu đây là anh chị gì ạ, đúng không? Ví dụ kochira wa Yamada san desu, thì đây là anh Yamada. Đó thì là khi mình đang giới thiệu với cả cái người à, bên cạnh. Nani nani kara kimashita. Nani nani kara kimashita, tức là đến từ đâu, tôi đến từ đâu. Và trước cái kara này sẽ là cái tên đất nước. Ví dụ Nihon kara kimashita. Nihon kara kimashita thì có nghĩa là Nihon là Nhật đúng không? Thì tôi đến từ Nhật. Đó. Tiếp theo sẽ là các cái từ mới liên quan đến tên đất nước. America. America là nước Mỹ. Igiris. Igiris là nước Anh. Indo. Indo là Ấn Độ. Indonesia. Indonesia là à, Indonesia. Cái âm này là đọc giống với tiếng Anh luôn đúng không? Malaysia. Malaysia là nước Malaysia. Hàn Quốc nhé. Kangkok. Kangkok là Hàn Quốc. Thái. Thái. Thái Lan. Trung Quốc. Trung Quốc là Trung Quốc. Philippines. Philippines là à, Philippines đúng không? Cái này đọc cũng giống với cả tiếng Anh. Deutsch. Deutsch là nước Đức. Tiếp theo một đất nước rất là quen thuộc, Nihon. Nihon là Nhật Bản. France. France là nước Pháp. À, đất nước của chúng ta đúng không? Vietnam. Vietnam là Việt Nam. Brazil. Brazil, cái này là Brazil. Cái phần này mình chú ý cái tên tên ở đây nhé, đọc rõ cái âm G. Brazil, chứ không phải là Brazil nhé. Ok, vậy là hôm nay phần từ vựng của mình đã kết thúc ở đây. Các bạn nhớ về ôn tập và chuẩn bị đài tiếp theo nhé.